Anh ơi, sao lại ra mình hôm nay tôi sẽ tiếp tục với một mod mới mang tên là Explain and nói chung tôi cũng không biết đọc sao nữa. Đó là những biểu hiện của sự ngu dốt. Ở cái menu cảm giác giống như Plan vs Zombie hồi đó ấy. Ôi mà nhìn xỉn phết luôn. Mấy ông nhìn này, cái nút cài đặt với lại nút hot ở đây này. Quay. Nói chung menu được lắm luôn ý. Có lẽ đây sẽ là quá hay. Và hy vọng nó không khó. Con vào. Được, hay hay hay. Quay. Ơ. Con này tôi thấy trong mở tới hết này. Thêm đầu lửa nữa. Quay. Ơ cái gì đây? What? Ơ cái này như nào? À phải nhấn nút cắt, phải nhấn nút cắt. Ok. Ok mà đầu tiên. Quay, animation thay đổi này. Ơ không biết nó có trâu luôn không vậy? Hay là con cao bồi của cái màn gọi là cái máu cao bồi của Blaine Simi 2 ấy. Animation nó thay đổi nhưng mà nó cũng bình thường à. Ôi. Ở đây là tiếng Anh cũng được phết. Animation của lá cờ cũng thay đổi nữa. Ôi. Nhìn kiểu như năm lượt ấy. Sao vậy? Mà cây đậu này không có thay đổi à? Vẫn 100 xanh như bình thường này. Thật sự thì tôi nghe nói mod này hay nên tôi chơi thử nhưng mà tôi thấy nó kiểu như là nâng cấp animation lên chứ chả có thay đổi gì. Cảm giác chán vẻ cá biều à. Mà có một sự thật là có một số ông hỏi tôi là tại sao cái chuyên mục đánh giá và review cái mod mà comment đi, tại sao tôi không làm thì thật ra là mẹ nó lắc vải cái đáy luôn ý. Thế tôi đã thử một mod rồi. Thề tải 3 tiếng chưa xong mà. Đi cái gì luôn. Các bạn có hiểu cái cảm giác đấy không? Các bạn có hiểu cái cảm giác đấy không? Wow. Cái gì đây? Cái con nó bị một khối băng này. Con này là... Để tôi suy nghĩ xem. Con này là cái con mà đội cột giao thông à? Giống nhỉ. Tên cuối này chắc một quả chi xong thôi. Đây. Băng. Ôi, tôi cứ nghĩ là ốc chó 100 xanh là kiểu như là nó sẽ nổ chứ. Ôi sao nó 50 xanh như cái góc này. What? What? Bản này nâng cấp animation à? Thằng chó, mày lừa bố mày. Cái gì đây? What? Giống ngoài gốc à? Ui. Ui. What? Ui. Ui. Một màn chơi mới này. Thề nếu màn này cứ như bản gốc là tôi xóa game luôn ý. Thề cho nó một cơ hội cuối rồi đây.
Đây là cuộc băng trong level 12 à? Thật sự thì tôi cứ nghĩ là nó sẽ kiểu như là nó sẽ thêm một số cây khác chứ không phải là thay đổi cây như này đâu. Có lẽ tôi đặt hy vọng quá nhiều vậy. Mấy ông có thấy giọng tôi khác không? Kiểu như là giọng tôi nhẹ hơn này, bớt nói tục chữ thề này, chống mày mắt hồ này, hay là tôi đẹp trai những video trước. Mày có cầm mẹ cái mồm mày đi không? Uầy, mày này có con đu xà. Món này chắc cũng dễ thôi. Đâu phải kiểu là đu xà mà một phát nhảy thẳng vào nhà như ý đồ hết đâu. Đúng, hợp lý. What? Gì đây? Ok gì lạ vậy? Để xem như nào. What? Ủa sao nó giống Shinobi nè? What? 250 sân. Ủa mà còn hồi chậm nữa này. What? Ủa hình như con này nó có khả năng bắn xuyên giáp hay gì. Mấy ông có thể thấy là lúc mà nó mất giáp nó sẽ bị rơi cánh tay ra kìa. Nói chung thì 250 sân như này khá là đắt. Cái gì đây? Ơ không phải Chamber à? Ở đây là Chamber mà nó được. Ô mà 675 xanh à? Cái gì đây? Tôi không hiểu nổi luôn. Ở cái gì nữa kìa? What? Wow. Mà đau như phết. Sao trông nó lại như thế này? What? Thế tôi cũng thật sự là tôi nể cái ông mà làm cái game này luôn ý. Không biết là một ông hay là cả một gọi là một cái team phát triển nữa. Nhưng mà thật sự là cái mod này ảo vào cái đáy luôn. Uầy. Thật sự là tôi nể ông nào làm ra cái con gọi là ớt ma này luôn ý. Ui cái gì kia? Từ. Con này có khả năng gì đây? Ui. Ui. Cái con này đúng kiểu là gắn tên lửa vào đít luôn ấy. Thề. Nhưng mà mod này dở à? Dễ bay trưởng. Ok, mày 19. What? À, nó đang nằm chậm này. Ui. Đây. Cây Repeater này 200 sen chắc cũng như bảy góc rồi. Nó được cái phụ kiện lên đầu rồi phải. Chỉ vậy thôi.
Ok, xong. Ok, đó là buổi tối nào. Ờ, mày 2-1 đi. Wow. Ờ, mà con đám nhỏ này có tăng đao không vậy? Chứ không có đâu. Dù sao mới này cũng dễ à. Uầy, lần thứ hai tôi thấy ông Resident luôn ý. Lần đầu tiên là mày 1 năm rồi phải. Uầy, ô mày này có đọc báo rồi nhỉ? Ô con này là con ngầm cửa đó không? What? Ô đừng nói tôi là con này là con đọc báo nha. Thề, nhìn giống ngầm cửa bãi cái đá luôn ý. Sao lại không nhỉ? Mẹ mày. Ôi giời ơi. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ui. Đây là cây hoa mặt trăng trong Plan vs Zombie 2 à? Ui. Hình như tạo ra năm sinh gì này. Ui. 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 750 xu à? Uầy, uầy, mày này có con rocket 1 giờ gì nè. Cái hoa mặt trời cho này trong Plan vs Zombie 2 là nó sẽ kiểu như là càng nhiều con hệ bóng tối gần thì nó sẽ càng tạo ra nhiều xanh. Tôi không biết như nào đó, tôi sẽ test thử xem. Uầy, nó tạo ra bao nhiêu đây? Uầy, 40 mặt trời à? Không biết là tôi đặt thêm như này nó có thêm mặt trời không nhỉ? Nếu như nó giống dòng là Zemi 2 nó sẽ như vậy. Quầy quách. Sao tôi chọn thêm như này? Quầy, tôi chọn thêm kiểu như này mà nó ra 30 xanh à? Quầy, lúc nãy nó ra 40 xanh mà. Uầy, ảo đây. Ảo thật đấy. Anh nói nghiêm túc, đéo đùa đâu. Uầy, laser beam. Uầy, cái này là gì ta? Đậu công nghệ, đậu laser à? Uầy, gì nữa đây? What? What? Cái thằng xe chở hàng này. Đừng nói với tôi là thằng này là thằng cầm cửa nha. Vãi cả lo. Cái gì nữa đây? Đùa nhau à? Mà 23 này. What? Là mà này tôi phải trồng cái cây. Ủa, cái cây gì đây? Đậu 4 đồng bay à? Cái này, cái cây này kiểu như là bên mỏ tết đi. Cái cây mà cây hai đậu ấy. Nhưng mà cây này sao đậu 4 đồng vậy? Mà nó còn có giá 175 xanh nữa. Thực sự ra thì đó một số ông chơi hết mod đi. Thì cái gây đậu laser beam xuyên trong Level Zombie 1 thì nó khá là ảo ma. Nhưng mà đối với người chơi rất là nhiều mod như tôi ấy, thì nó
cũng kiểu như là cái nắm to trong remote thôi chứ cũng chả có gì đặc biệt lắm. Uầy, cái cây gì đây? Uầy, cái cây này gọi là Gloom, à gì đấy tôi, uầy. What? Ơ, uầy, tôi đứng chậm ra thôi ấy. Cái gì đây? Vai. Bà trưởng đang nói à? Cái gì đây? Ơ, con chuột của tôi nó. What? Uầy. Cứ tưởng không nhặt được à? Uầy. Game ảo phết. Uầy. Mấy ông nhìn này. Ui. Uầy. Vẫn tương tác được bằng con chuột bình thường nhưng mà. Uầy. Nó bắn ghê phết. Ơ. Ui. What? Ảo đây. Uầy. Ơ còn cái con này sao vậy? Uầy. Ơ bắn được biết sao rồi này. Uầy. Quá tuyệt vời. Uầy ghê gớm phết. Nó thật với ông luôn là cái màn này cứ như là mini game bên Level 12. Wow, con cây ăn mộ này giá 75 xanh à. Cho con gốc nhỉ. Ơ. À mua xì lót. Ok thế mua thôi. Xì lót sao sẽ là 5.000 tiền. Uầy, màn này có con đu xà kìa. Không sao, con đu xà trong mắt này cũng gọi là cũng như bán gốc thôi. Khá là dễ để xử lý. Màn này tôi sẽ gọi là trải nghiệm em laser beam này. Thật sự thì màn trước là mini game nên tôi cũng không trải nghiệm được. Đây, đủ tiền mua laser beam. Ồ, công dụng của nó cũng giống laser beam 2 thật. Uầy, nếu này một hàng chồng hai con chắc cũng khá là bái chứ. Uầy. Ơ cây búa lạ phết. Uầy mấy ông nhìn này. Cây búa nó đập cái gì ấy. Xoay vòng vòng à. Uầy. Nhưng mà dư bị ít phết. Kiểu như là ít đô ít hay kiểu là rô mốt thì thôi. Tôi chịu rồi. Hãy subscribe.
Uầy, ơ con chèo không chết luôn kìa. Đây, nhiều cây nấm lửa nè. Ok, nhìn con chèo bị đốt, tội thật luôn. Ok, thắng rồi. Cây nấm măng 75 cent nè. Ở trên nhiều mấy góc này. Thực sự mod này khá là dễ, đối với một số ông gọi là mới tập chơi ấy, thì nó gọi là rất là ok luôn. Nó cũng không khá gì bản gốc lắm. Nhờ khó, chắc khó bản gốc một tí. Ôi. Ôi, mà này cho nhiều cây chắc dễ rồi. Đang suy nghĩ về cái tiêu đề gì cho video này. Để xem. Nghe là tôi đặt tiêu đề cho cái video này là mod hay hơn mọi thứ hết nhỉ. Mấy ông nào xem từ đầu tới bây giờ thì mấy ông cũng biết là mod này gọi là hay vào cái đáy luôn. Đúng không? Đúng, đúng. Nên chơi tiếp không nhỉ? Hay là chơi tiếp đi. Ok, tiếp tục nào. Tuyệt quá, tuyệt quá. Thế mới là hảo hán chứ. Uầy, mà ba mòn này chứ sẽ dễ thôi. What? Mà buổi sáng tôi vẫn trồng được cây hoa mặt trăng này. Còn có cái laser beam nữa. Wow. Được đấy, được đấy.
What? Ờ, lại là mini game đó à? Uầy, lần trước là mày 23 rồi phải? Lần này mày 33. Uầy, mini game này như nào? À, vậy là tôi phải tích xanh này, xong rồi tôi sẽ chọn em chó này ra phòng thủ. Sau đó là tôi sẽ chỉ được tấn công bằng mấy em mèo dưới nước. Wow, thì ra vậy. Tôi sẽ được một cái, gọi là một cái cây để hỗ trợ, đó chính là cây squat. Thông minh lắm. What? Cái gì đây? Ơ, con này cũng xuất hiện được trong Lemon Zombie 1 à? What? Uầy, con này mà sử dụng như kiểu là Lemon Zombie 2 thì đúng là tuyệt comment nó vời luôn. Gọi là xuất sắc. Thật là quái trưởng các bạn ạ. Cái cây này hình như là trong mở tết tôi gọi nó là cây khoai tây hấp dẫn gì đấy, khoai tây tình yêu gì đấy, tôi cũng không biết đâu. Nhưng mà ở trong mở tết nó khá là bá. Nhờ qua đây nó chỉ có 50 xanh. Uầy, được phết. We'll be right back.
mấy cái đá luôn. Quay 30 30, ok. Video này khá là dài. Uầy, mày này cũng cho nhiều cây mà. Mà tôi chưa từng test cây ớt với lại cái cây đây, cây đầu lưỡi này nè. Để xem nó như nào. Đúng như tôi nghĩ, nó cũng như mọi test thôi. Nhưng mà qua đây nó 200 sen chứ không phải 150 sen như bản mở test mà tôi chơi. Uầy. Ok, xong rồi 30 rồi. Cái gì 25 xanh đây? Long Nguyễn à? Tôi không biết nữa. Video cũng khá là dài. Ok, chào mọi người, hẹn lại ở những video tiếp theo. Nhớ là một like, một subscribe cho tôi và... ok, tạm biệt.